Dạ thưa sư, con không hiểu ở chỗ khoa học chứng minh con người có cột mốc xuất hiện mà Đức Phật lại nói chúng ta có vô lượng kiếp, điều này có mâu thuẫn với khoa học không? Xin thưa là khoa học là một bộ môn là vẫn còn đang nghiên cứu và đang hoàn thiện và vẫn còn rất nhiều tranh cãi, thì quý vị đi một gì so sánh thì nó không có khớp với nhau. Hơn nữa loài người thì luân hồi á, có những kiếp nha, có những khoảng thời gian mà ở cõi nhân loại không có nhân loại nha, có những khoảng thời gian đó, cho nên là cái khoảng thời gian mà cõi nhân loại không có nhân loại chuyện đó bình thường. Rồi cũng có những kiếp á, nhân loại sanh ở cõi nhân loại, nhưng mà cái thân tướng của họ đó nó rất là vi tế, cho nên là khi mà chết rồi á, thì coi như là nó không có để lại cái vật chất để có thể là có các phiên bản hóa thạch để mà người ta có thể nghiên cứu. Cho nên là cái này thì chờ đi, khoa học họ còn một quãng đường rất là dài để mà nghiên cứu về lịch sử loài người. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.